Xin chào các bạn, chắc hẳn là trong số chúng ta đã có rất nhiều bạn học tiếng Anh thông qua các bài hát rồi đúng không nào? Đây là một cách rất hay bởi các bạn không chỉ luyện được kỹ năng nghe mà còn kiếm được rất nhiều các từ vựng cũng như các câu nói thông dụng qua các bài hát đấy nữa. Ngoài ra việc ngâm nga theo giai điệu cũng khiến cho việc học vừa thú vị hơn và vừa dễ dàng hơn nữa. Tuy thú vị là vậy, tuy nhiên mình thấy có một số bạn than phiền là các bạn ý đã nghe rất nhiều các bài hát tiếng Anh nhưng chẳng thấy cải thiện được một kỹ năng tiếng Anh nào cả. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn một số tips để việc học tiếng Anh qua bài hát trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nhé. Đầu tiên là hãy chọn những bài hát phù hợp với khả năng của mình. Đối với những bạn mà chưa từng nghe nhạc tiếng Anh bao giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với nhạc của trẻ em chẳng hạn. Có rất nhiều những bài hát thú vị như là Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star. Hay là Old MacDonald Had a Farm. Old MacDonald Had a Farm. E-I-E-I-O. Những bài hát như thế rất dễ dàng để các bạn tập nghe trong giai đoạn đầu của mình. Một khi đã quen hơn với việc nghe tiếng Anh rồi thì các bạn có thể chọn những bài hát ở trình độ cao hơn một chút. Lưu ý là hãy chọn những bài có tiết tấu chậm rãi, ít hiệu ứng âm thanh ở đằng sau để các bạn có thể nghe rõ ca sĩ đang hát gì. Đặc biệt là nếu như nghe các bài hát của ca sĩ yêu thích của mình thì các bạn sẽ thấy học tiếng Anh hứng thú hơn đấy. Ví dụ như Mel chẳng hạn, khi mới học tiếng Anh qua việc nghe bài hát thì Mel rất thích những bài hát của Taylor Swift. Ví dụ như là You Belong With Me, hay là Love Story. Một khi đã quá quen với việc nghe tiếng Anh rồi thì các bạn hoàn toàn có thể nâng trình độ của mình lên qua những bài có tiết tấu nhanh hoặc thậm chí là các màn bắn rap của Eminem chẳng hạn. Ví dụ như bài Rap God. Tóm lại, tip đầu tiên đó là hãy chọn bài hát sao cho phù hợp với trình độ và sở thích của bản thân mình nhé. Có rất nhiều bạn nghĩ rằng nếu như mà vừa nghe nhạc vừa đọc lời thì còn gì là kỹ năng nghe nữa. Tuy nhiên cách nghĩ này thì cũng chưa đúng. Nếu như các bạn vừa đọc lời vừa nghe thì các bạn sẽ học được rất nhiều thứ đấy. Hãy in lời các bài hát ra giấy hoặc sử dụng ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại cũng được. Nếu như các bạn vừa đọc vừa nghe như thế thì nó giống như kiểu các bạn đang hát karaoke vậy. Và các bạn có thể biết chính xác ca sĩ đang hát đến từ nào, từ đó nhìn thấy thế nào, từ đó phát âm ra sao. Hãy nghe đi nghe lại nhiều lần bài hát để nhớ được cái cách viết lẫn cách phát âm từ đó nhé. Đầu tiên là học từ mới qua bài hát. Bạn nên dùng bút nhớ tô đậm các từ vựng hay trong bài hát. Xác định cấu trúc tô đậm thuộc chủ điểm ngữ pháp nào. Sau đó tra trên YouTube có video nào nói về chủ đề đó không để học. Sau khi đã dành cho mình một khoảng thời gian khoảng 15 phút nghiền ngẫm ghi nhớ từ vựng và cấu trúc câu, bạn nên làm một bài tập nhỏ để kiểm tra nhanh trí nhớ của mình bằng cách làm bài tập điền từ. Bạn có thể nhờ bạn bè xóa một vài từ bất kỳ trong lời bài hát, sau đó nghe nhạc và điền lại các từ này vào. Để thử thách bản thân mình hơn nữa thì các bạn có thể tập chép từng câu trong bài hát một trong quá trình nghe. Nghe thì có vẻ kỳ cục đúng không? Nhưng đây là một cách rất hữu dụng để các bạn có thể vừa nghe vừa luyện viết tốc ký. Nếu như tốc độ bài hát quá nhanh mà bạn không thể theo kịp được thì hãy đặt chế độ play ở mức 0.5 ở trên YouTube hoặc là vừa nghe vừa dừng lại cũng được. Và nếu như mà trong quá trình chép bài hát đấy thì các bạn thấy lời bài hát nó hay thì có thể lưu giữ lại cho bản thân hoặc chia sẻ với bạn bè mình nhé. Hát theo cũng là một cách rất tuyệt vời để các bạn luyện kỹ năng nói của mình. Tuyệt vời hơn ở đây là các bạn đang hát cho người bản xứ nữa chứ. Thực ra thì có nhiều bạn ngại rằng các bạn hát không hay, nhưng mà theo mình nghĩ thì hát hay không bằng hay hát. Vấn đề không phải là các bạn hát như thế nào, mà các bạn học được gì trong quá trình hát theo đó. Khi hát theo thì các bạn hãy cố gắng bắt chước cách phát âm của ca sĩ sao cho giống nhất có thể. Đặc biệt là hãy để ý cách họ uốn lưỡi hay là bật âm trong quá trình hát. Ngoài ra thì các ca khúc tiếng Anh cũng là một nguồn cung cấp rất lớn các từ nối âm, nuốt âm hay là nói tắt thông dụng trong giao tiếp. Ví dụ như là wanna, gotta. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những từ này trong giao tiếp bình thường của mình và tìm được trong các ca khúc tiếng Anh. Đưa ra các bạn ngày hôm nay đó là đừng chỉ học suông không mà hãy ứng dụng những gì mình đã học được vào trong đời sống hàng ngày, bởi vì đây là cách nhanh nhất để các bạn hiểu được tình huống sử dụng mẫu câu hay là cụm từ đó. Ví dụ như mình học được trong bài 22 của Taylor Swift, Everything Will Be Alright, thì mình sẽ sử dụng nó trong tình huống thực tế hàng ngày. I'm worrying about the final test. It's okay, everything will be alright. Như vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau điểm qua cách học tiếng Anh hiệu quả qua việc nghe bài hát rồi. Bằng cách tai nghe, miệng nói, mắt nhìn và tay viết, chúng ta sử dụng càng nhiều các giác quan trong quá trình học thì việc học chúng ta lại càng hiệu quả hơn.
Các bạn hãy bình luận xuống bên dưới các cách học tiếng Anh thú vị khác mà các bạn biết nữa nhé. Bây giờ, see you next time. Bye!